Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay thì em lại mang đến anh chị và các bạn một chiếc xe cực kỳ đẹp. Đó là một chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.4G. Một cầu số tự động sản xuất là 2019. Xe là phiên bản nắp ráp 7 chỗ ngồi. Các chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Xe là trang bị ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu màu nâu. Các chi tiết của chiếc xe được chủ xe rất là giữ gìn từ nước sơn xi si đến các phần chi tiết mép nối mép cản cũng như phần đèn của chiếc xe còn rất là sáng và đẹp. Chiếc xe này đan bánh cực kỳ ít và được chủ xe rất là giữ gìn bảo dưỡng định kỳ trong hãng nên mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo và hiện đang đơn vị đang giao bán với mức giá là dưới 970 triệu. Anh chị và các bạn nào quan tâm có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị và các bạn tham quan về chiếc Toyota Fortuner máy dầu này. Các chi tiết ốc ác rồi là phần keo chỉ đinh tán của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước. Có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Một chiếc xe cực kỳ đẹp đáng để các bác lưu tâm trong dòng 7 chỗ máy dầu. Đấy, một chiếc xe đáng để yên lưu tâm các chi tiết của chiếc xe còn giữ trong tình trạng hoàn hảo đây là lốp sơ cua dự phòng các bác có thể thấy còn rất là mới ạ các chi tiết khung gầm của chiếc xe bác nào cần xem kỹ hơn có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ hỗ trợ các bác đầy đủ các chi tiết mà anh chị và bạn yêu cầu lốp thì trang bị một dàn lốp Michelin rồi các bác có thể thấy qua mâm thì trang bị mâm đa chấu hợp kim rồi cũng như các chi tiết là tay lắm cửa mạ trôm chủ xe đã bọc thêm cái ốp chống xước đây mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe anh chị nhé 8,3 lít cho đường kết hợp và 10,8 lít cho đường trong đô thị các chi tiết các bác có thể thấy qua nó rất là đẹp ạ ghế da màu nâu mọi chi tiết còn rất là hoàn hảo nhé các bác nhé hàng ghế thứ hai gần như không có người ngồi trần thì được chủ xe đã bọc thêm một mà trần trần da cũng như là có cái cùng màu với cả màu nội thất của chiếc xe. Đây là các chi tiết phần cánh cửa này. Đây, các bác có thể thấy qua. Mọi chi tiết của chiếc xe rất đẹp ạ. À. Từ các phím bấm lên xuống rồi chỉnh gương. Rồi bậc lên xuống, ghế thì trang bị ghế chỉnh điện rồi. Đây là vin chiếc xe chị nhá, vin sản xuất đấy. Cũng như các chi tiết ốc ác ốc bảy màu vẫn còn nguyên vô lăng thì trang bị vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi gầy số vô lăng số km xe làm bánh đây anh chị nhé hơn 34.000 thôi màn hình thì trang bị màn hình giải trí đã được lên màn hình android rồi điều hơi tiếc thì chiếc xe này vẫn sử dụng điều hòa cơ chưa có auto Đấy, có một chiếc xe rất đẹp bạn bền bỉ không có gì để mà hỏng và em sẽ mời các bác cùng đi tham quan về cái bộ máy của chiếc xe xe thì sử dụng khối động cơ máy là 2.4 kết hợp với hộp số tự động Đấy. Các chi tiết của chiếc xe thì em cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định. Các chi tiết tem mát rồi là những cái phần ốc khác là chưa có tác động của bên ngoài. Em quay rõ để các bác có thể thấy. Và vừa rồi thì em đã tổng hợp sơ qua cho các bác thông tin về chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu sản xuất 2019. 7 chỗ ngồi này hiện đang giao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 970 triệu còn thỏa thuận và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Vâng, em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại em ở các video tiếp theo.